Hello, chào mừng ông bà cô chú anh chị em và các bạn đã quay trở lại với Susu TV. Tiếp tục trong video hôm nay, Susu xin được phép cập nhật một số thông tin mới. Mới đây thì anh Mạnh Quỳnh sau khi trở về Mỹ có chia sẻ mới trên trang cá nhân của anh. Trái giờ ngủ không được, 3 giờ sáng mà còn ăn mì tô, uống trà và đăng status. Mai lại bay show Houston cho Teletron. Thứ hai về vô phòng thu bài cho Paris by Night 137 và còn nhiều việc phải làm. Dù sao cũng không quên mến chúc muôn nhà cuối tuần ăn vui, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Mến Mạnh Quỳnh. Vậy là những ngày cuối tuần vừa qua, anh Mạnh Quỳnh lại tiếp tục bay đến Houston để hát cho trung tâm điện Teletron. Và anh chia sẻ điều này sau khi kết thúc show diễn ở Việt Nam về, thì do trái múi giờ nên anh phải có thời gian thích nghi với giờ giấc ở bên Mỹ. Do đó anh Mạnh Quỳnh có dòng status mới chia sẻ về những việc anh phải làm trong thời gian sắp tới. Thì fan hâm mộ thì một lần nữa có nhiều bình luận khen anh Mạnh Quỳnh ở dưới phần bình luận như sau: chúc anh đã bình an về nhà, chỉ có những trái tim thích nghe, thưởng thức và yêu âm nhạc mới đưa đẩy cho tất cả được xích lại gần gũi nhau hơn á anh. Chứ không u mê cũng chẳng thương cuồng hay yêu cuồng, mà một tình thương từ tận đáy lòng, thấu và xuất phát từ trái tim chân thật để hiểu, yêu thương, trân quý, mến mộ cách sống của anh và thích cái gu phong cách ăn mặc. Luôn thương ủng hộ anh và luôn nhớ mãi hình ảnh của chị, vì trong anh luôn có chị ở đó. Được đến và nghe thần tượng của mình hát là một điều rất vui, hạnh phúc và có một cảm giác như một gia đình âm nhạc vậy. Chúc anh luôn nhiều sức khỏe, bình an, mọi điều như ý và mãi là một cây cổ thụ tuyệt đẹp để thế hệ sau nối tiếp cả trong âm nhạc lẫn ngoài đời. Và đặc biệt, tâm thân luôn an lạc để vượt qua những gì bên lề cuộc sống anh nhé. Chúc mừng những show diễn thành công rực rỡ và với những đêm nhạc ấm áp tuyệt vời, đầy cảm xúc. Tình thương chân thật tận đáy lòng, trái tim xuất phát thương yêu đó, chân chính không cuồng, chẳng u mê. Âm nhạc đã giúp ta khơi dậy nỗi muộn phiền, mệt mỏi xua tan. Mong rằng idol luôn khỏe khoắn, vui vẻ cười tươi với mỗi ngày. Chuyện buồn quá khứ nên gác lại, trái tim bị khuyết biết lòng đau. Nhưng anh hãy sống luôn mạnh mẽ, bước tiếp con đường của tương lai để trao đi nhạc phẩm hay ý nghĩa cho đời và cho cả riêng anh. Luôn ủng hộ và mãi thương anh nhớ chị, cặp đôi huyền thoại mãi đẹp trong lịch sử. Qua bình luận như thế thì mọi người thấy là anh Mạnh Quỳnh đã được fan hâm mộ yêu quý hết mực và đặc biệt cảm xúc trong các show diễn của anh ở tại Việt Nam đã được fan hâm mộ ghi lại. Đêm nhạc được ngồi trong khán phòng để nghe anh hát live, được nghe trọn vẹn tiếng hát của anh cùng với dàn nhạc sống, nó phê tới tận ốc luôn ý. Cảm ơn anh, cảm ơn tiếng hát của anh vì đã là một trong phần đời sống tinh thần khó có thể thiếu được của những người yêu âm nhạc nói chung, yêu tiếng hát Mạnh Quỳnh nói riêng. Chỉ mong anh có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, nhiều niềm vui để vui với đời, vui với nghề, để cống hiến thật nhiều cho nền nghệ thuật ạ. Vậy là sau tất cả những gì mà Mạnh Quỳnh chia sẻ thì luôn được fan hâm mộ của anh luôn ủng hộ hết mực. Nhưng bên cạnh đó, chuyến về Việt Nam lần này, anh Mạnh Quỳnh cũng nhận được khá nhiều lời thị phi từ NT và thậm chí đến từ fan ruột luôn mọi người. Tức là trong đội ngũ FC của anh luôn có những câu chuyện tuy nhỏ nhưng mà hiện tại mình đang thấy có một gút mắt rất là lớn đến từ những fan hâm mộ của Mạnh Quỳnh. Và chắc hẳn mọi người theo dõi Mạnh Quỳnh đều biết mỗi lần về Việt Nam lúc trước khi chị hai vẫn còn sinh thời thì chính chị là người luôn đón ở tại sân bay. Tuy nhiên sau này Mạnh Quỳnh
có phần cô đơn lẻ bóng mỗi khi trở về Việt Nam. Và thật sự fan hâm mộ cũng thấy càng thêm mũi lòng, vì giờ đây anh coi như về hoặc đi rất là kín tiếng. Vì thế mọi người luôn hóng chờ những tin tức đi lại của ca sĩ Mạnh Quỳnh. Và hôm nay trong một hội nhóm mang tên là Yêu Quý Ca Sĩ Mạnh Quỳnh, mình thấy có một bức ảnh được fan hâm mộ chia sẻ. Hình ảnh một fan nữ đã có phần tiếp cận thái quá với ca sĩ Mạnh Quỳnh khi anh hát ở tại phòng trà. Và đặc biệt, hình ảnh này đang lan truyền một cách chóng mặt luôn nha mọi người. Và có một cái bài viết đã phê phán hành động này cực căng luôn. Mình xin chia sẻ lại để mọi người cùng nghe nhé. Tôi chắc một điều, bạn này là fan mới của anh. Vì những show trước khi Phi Nhung mất, tôi đều không thấy mặt bạn này đi. Tôi không đánh động chuyện fan cũ hay mới, vì một số bạn trẻ bây giờ rất yêu thích nhạc trữ tình bolero. Anh Quỳnh cũng vừa đón nhận thêm một lượng lớn fan nhỏ tuổi vào khoảng 2 năm nay, và được anh gọi với tên là fan nhí. Các bạn nhỏ đó rất hâm mộ anh Mạnh Quỳnh và tưởng nhớ đến chị Phi Nhung là một điều rất quý. Tôi rất thích những em fan nhí đó. Tôi tham gia những đêm nhạc của anh Mạnh Quỳnh sau này cũng gặp rất nhiều em fan nhí. Các bạn rất tươi vui và chụp hình giùm bọn tôi rất nhiều. Nhưng riêng một vài bạn fan nhí lại có những hành động khó nói, khó coi. Bạn này là một người fan của anh Mạnh Quỳnh, nhưng hành động và lời nói của bạn ấy làm cho những người hâm mộ như tôi cảm thấy khó chịu và ớn lạnh. Là một người hâm mộ thì nên dừng lại ở mức nào đó thôi bạn à. Bạn đừng đi xa quá hay trèo cao quá. Bạn cũng như những người fan khác của anh Mạnh Quỳnh thôi, chứ làm gì cao lớn hơn ai mà tự xưng rồi tự biên tự diễn mình ơn vậy bạn. Fan anh Mạnh Quỳnh lâu năm còn không làm như vậy. Show nào kè kè theo quay video, chụp ảnh bất chấp. Bạn nghĩ bạn chụp nhiều, quay nhiều, nói chuyện nhiều hơn những bạn fan khác là bạn hay à? Không chừng những em fan nhí khác nói chung và những fan anh Mạnh Quỳnh nói riêng đọc những bài viết của bạn còn cười vào mặt bạn. Không chừng ở đấy mà hay hơn ai. Nên biết vị trí mình ở đâu, biết điểm dừng. Chuyện ca sĩ được người hâm mộ yêu quý là chuyện hết sức bình thường, nhưng bạn phải biết điểm dừng đi bạn. Bạn cũng chỉ là fan thôi. Những em fan nhí khác có những hành động như bạn không? Thậm chí những em fan nhí nhỏ tuổi hơn bạn cả chục tuổi cũng không làm những cái hành động khó coi đó đâu. Nên biết điểm dừng đi bạn. Những chuyện bạn làm chả hay ho gì đâu. Dùng app nó bị sốt chi vậy bạn? Biết giới hạn mà dừng nhé. Trèo cao, té đau đó. Quả là khi đọc được bài viết này thì mọi người có cảm giác như thế nào? Theo mình thấy thì bài viết này quá đúng đối với thân phận của một fan hâm mộ. Fan hâm mộ cũng chỉ hâm mộ ở một chừng mực nào đó và nên giữ một khoảng cách nhất định đối với người ca sĩ mà họ idol hoặc là thích. Và thậm chí bài viết này cũng nói lên tình trạng nhiều bạn trẻ đang ảo tưởng rất nhiều vào thần tượng của họ.